chuyện đại quản gia là ma hoàng tập năm tám mươi các bạn xem video hãy giúp sâu một like share comment và đăng ký kênh sâu review nhé cũng đừng quên nhấn chuông theo dõi để nhận được các video mới sớm nhất con hàng thạch cung phụng chạy nhanh như một cơn gió chớp mắt một cái đã quay về thân thể của mình nhưng mà khi hắn mở mắt ra thì không nhịn được mà phun ra một ngụm tiên huyết đỏ tươi sắc mặt trong nháy mắt cũng trở nên trắng bệch nhìn cái cảnh này những người trong đại điện đều lo lắng đại trưởng lão nhìn mà khẩn trương thế nào rồi thạch cung phụng đã xảy ra chuyện gì vậy hắn cũng đang khó hiểu lấy thực lực hóa hư cảnh cao thủ của thạch cung phụ vậy mà mới chốc lát đã bị trọng thương đến như vậy sao sắc mặt họ thạch vô cùng ngương trọng ánh mắt đam chiêu trong mắt vẫn còn sợ hãi kinh hãi lắp bắp lên tiếng là là đại cung phụ điều này làm cho những người ở hiện trường ngây người đại trưởng lão há hốc mồm nghe như sét đánh bên tai vậy nhị trưởng lão cũng chẳng khác là bao bộ lông mày dâm dê cũng bất giác run run ở bên dưới liễu húc cảm thấy khó tin suy đoán chẳng lẽ nói bên người của tiểu tử này còn có đại cung phụ một mực bảo hộ hay sao vậy thì hắn rốt cuộc là thần thánh phương nào có thể để cho đệ nhất cao thủ của ma sách tông không ngại cực khổ tự mình hộ vệ chứ cái tin tức này quá chấn động khiến cả đám ngây người ma sách tông đệ nhất cao thủ thần long thấy đầu mà không thấy đuôi đại cung phụ tự mình hộ vệ tiểu tử này mặt mũi cũng thật là lớn mà sau một trận trầm ngâm đại trưởng lão vội vàng lên tiếng hỏi thạch cung phụ ngài thấy rõ ràng sao người kia thật sự là đại cung phụng sao nghe vậy họ thạch gật đầu chắc như bắp không có sai lầm ánh mắt tên này trở nên thâm trầm tuy nhiên đại cung phụng tại tông môn dị thường thần bí đại đa số người cũng chỉ gặp hắn lấy qua trạng thái thần hồn xuất hiện nhưng cái cỗ khí tức kia cùng với lực lượng đó ta sẽ không nhận lầm được tuyệt đối là đại cung phụng không thể nghi ngờ lời khẳng định càng khiến cho đại trưởng lão giống như cảm thấy chán nản vậy thì hỏng bét con mợ nó rồi nếu đúng như vậy thì chẳng phải đại cung phụng đã biết hết tất cả mọi chuyện rồi sao thạch cung phụng cho mày suy nghĩ một chút tay lau đi tiên huyết trên miệng sau đó chậm rãi lắc đầu vậy thì cũng chưa chắc đại cung phụng chỉ là ở trên đường ngăn cản lão phu mà thôi khi đó ta còn chưa có xuất thủ đối phó với tiểu tử kia hắn cũng không bắt được cái đuôi của ta hơn thế nữa ta cảm giác hắn cũng không nghĩ muốn cùng ta xé rách mặt mũi chỉ là cảnh cáo một phen mà thôi không phải như vậy thì với thực lực của hắn cái mạng già này của ta đã sớm ném ở chỗ này rồi sao nghe được cái lời này đám người trong đại điện cũng cảm thấy có đạo lý hai cái con ngươi của đại trưởng lão di chuyển loanh quanh lộ ra sự khôn khéo giống như một lão hồ ly sống dai như đỉa lắm mưu nhiều kế nói như vậy thì đại cung phụng còn muốn bảo trì cái trạng thái này tránh cho tông môn đại loạn đi sao bình tĩnh khẽ gật đầu thạch cung phụng trong mắt lóe lên một đạo tinh quang ta nghĩ là như vậy đại cung phụng tuy rằng quyền lực ngập trời nhưng thế lực của chúng ta tuyệt đối cũng không phải ăn chay cho xong nếu chúng ta bị khai đao những nội môn đệ tử kia những tinh anh đệ tử kia nhất định sẽ có thể lật trời còn lại trưởng lão cung phụng khác cũng sẽ mượn cái thời cơ này để đệ tử của chính mình ngồi lên phía trên tông môn sẽ hoàn toàn đại loạn người luôn luôn đặt lợi ích của tông môn lên đầu như đại cung phụng tất nhiên sẽ không hy vọng xảy ra cái sự tình như thế như vậy thì chúng ta chỉ cần không chọc cái phòng tuyến cuối cùng của hắn thì không có vấn đề gì cả nghe phân tích như vậy liễu húc không khỏi trong lòng do dự một trận tâm thần bất an lên tiếng hỏi như vậy thì sư phụ tiểu tử kia coi như là phòng tuyến cuối cùng của hắn sao bất đắc dĩ chừng mắt một cái thạch cung phụng lại nhắm mắt lắc đầu ngươi xem bộ dáng hiện tại của vi sư một chút đi là có thể liền hiểu được lúc này tạm thời đừng có chọc tiểu tử kia mặt khác vi sư cũng muốn trước hết sẽ đi hướng tông chủ bên kia tìm hiểu tình hình một chút tiểu tử này rốt cuộc có lai lịch như thế nào tại sao đến đại cung phụng cũng sẽ yêu ái hắn như thế ánh mắt khẽ híp lại thạch cung phụng trong lòng đang dâng lên suy đoán bất định liễu húc cũng giống với sư phụ khẽ nhăn mặt nhưng cũng không lên tiếng nữa. Em ra tiểu tử kia cho dù là kỳ quặc, nhưng hiện tại cũng không thể động được, cái đám này sau khi thượng lượng xong đều tản rái đi hết, cũng đã đạt thành hiệp nghị. Trước khi nội môn thi đấu diễn ra, người nào cũng không được gây chuyện, đặc biệt là đối với Trác Phàm thần bí kia, tránh cho tông chủ Tà Vô Nguyệt và đại cung phụng tóm được cái đuôi hồ ly. Sáng sớm ngày thứ hai, Thạch cung phụng vừa mới tỉnh lại thì đã chạy tới lên tiếng hỏi, "Sư phụ, sư phụ tông chủ nói thế nào vậy?" Hắn rất lo lắng, cho nên vẫn luôn đợi ở đây để hỏi rõ ràng một chút. Thạch cung phụng cũng không liếc nhìn hắn, giọng nhàn nhạt, tông chủ đã ân xá cho Khuê Lang và Nguyệt Linh, cho phép bọn họ được quay trở về nội môn, dù đã dự tính trước điều này, nhưng khi nó xảy ra nhanh quá, cũng khiến Liễu Húc hoảng hốt, cái gì cơ chứ? Ánh mắt Thạch Cung Phụng khẽ híp lại, hơn nữa, hắn luôn giả vờ im lặng trước tin tức về tên tiểu tử Trác Phàm đó, cái con cáo già này, chắc chắn bên trong chuyện này có âm mưu quỷ kế gì đó. Sau đó lên tiếng căn dặn đệ tử yêu quý của mình, "Liễu Húc, thời gian gần đây ngươi đừng có gây rắc rối gì nữa, đặc biệt là với cái tên Trác Phàm thần bí đó nữa." Ánh mắt Liễu Húc khẽ trầm xuống cũng không lên tiếng hết thảy đều chờ đợi nội môn thi đấu diễn ra trong 3 tháng sau đi thạch cung phụng thở dài một hơi bất lực cũng không có cách nào khác cả thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng rất nhanh đã tới cái ngày đó một cái đài thi đấu to lớn được dựng lên bên trong nội môn xung quanh đã tập trung người đông đúc của ma sách tông tà vô nguyệt đứng ở trên đài tông chủ tay chắp sau đít ánh mắt khẽ híp lại chăm chú nhìn tất cả mọi người bên dưới đài không biết đang suy nghĩ cái quần què gì mà lông mày khẽ nhân lại thạch cung phụng khẽ vuốt tròm râu ở phía sau tà vô nguyệt nhẹ giọng cười ha 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 lần này đại cung phụng vẫn như cũ không đếm xem nội môn thi đấu này rồi liếc mắt nhìn con hàng này một cái tà vô nguyệt cũng méo lên tiếng thạch cung phụng này vốn là nhị cung phụng của ma sách tông đại cung phụng không có tới thì hắn mới có tư cách ngồi phía sau tông chủ nếu không thì chỗ này làm gì có vị trí của hắn chứ lại còn ở chỗ này mà đắc chí đáng ghét trong lòng khinh thường tà vô nguyệt trên mặt dị thường lạnh nhạt múa mỏ bất giác dài hơn đại cung phụng không thích náo nhiệt hơn nữa nội môn thi đấu này cũng coi như không vừa mắt còn không bằng ngoại môn thi đấu nếu không phải là do chức trách tông chủ bản tông chủ cũng méo thèm ngồi chỗ này xem kịch nghe những điều này ánh mắt thạch cung phụng khẽ nheo lại trong lòng cũng có hỏa khí dâng lên cái lời của tà vô nguyệt ý chỉ bọn hắn nắm giữ nội môn thi đấu đã sớm có kết quả không đáng xem giống như đang mắng chửi người nhưng không để hắn phản bác được vì cái danh ngạch này bọn chúng đã xác định từ đầu rồi có năm danh ngạch đệ tử tinh anh thì ba cái đã là của bọn chúng quỷ hổ liễu húc cùng với hồ mỹ nhi còn hai cái khác vì trấn an những cung phụng và trưởng lão khác liền để cho khuê lang và nguyệt linh đại trưởng lão ở bên trái nghe vậy tựa hồ không để ý tới sự mỉa mai của tà vô nguyệt cười nhạt một tiếng giống như méo quan tâm tông chủ lần này chúng ta không có độc chiếm tính toán hết lòng quan tâm giúp đỡ đó nghe vậy làm cho tà vô nguyệt cũng cạn mượn lời nghẹn họng trong lòng thầm hận thân là đại trưởng lão đứng đầu các trưởng lão cùng với nhị cung phụng cùng nhau liên thủ làm chuyện xấu quả nhiên là khó chơi đáng tiếc lúc trước đại cung phụng một lòng cầu đạo không hỏi thế sự mới khiến cho con hàng thạch cung phụng này lợi dụng sơ hở tay ôm đại quyền nếu không phải vậy cung phụng cùng với trưởng lão kiềm chế lẫn nhau sẽ không rơi vào cái tình cảnh khiến hắn bực bội thế này bên phải thì sủa bên trái thì vẫy đuôi bây giờ hai cái lão gia hỏa này đã cùng nhau kết thành một cục xương cứng khó gõ rơi được chỉ có kỳ chưa thông minh của tiểu tử chắc phàm kia bất quá không biết có nên cơm cháo gì không nữa đây hít một hơi thật sâu hắn cũng bất lực bất đắc dĩ lắc đầu vì vậy phất tay áo đạm mặc cao giọng nội môn thi đấu bắt đầu đi nghe được lời hắn những trưởng lão chủ trì thi đấu liền lớn tiếng thông báo nội môn thi đấu hiện tại bắt đầu lời vừa dứt khiến đám đông bên dưới sục sôi hô hào liên tục tay vùng loạn xạ dưới đài hò hét vang dội nhưng không người chú ý tới bên ngoài ngàn mét ở một cái rừng cây có ba cái đạo thần hồn đang nhìn về phía diễn võ đài ồn ào ba người này phát ra một đạo âm thanh cười nhạo ha 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 lại là một trận thi đấu nhàm chán sau cùng thì cho dù có thể nhập chủ tinh anh cũng bất quá là đám lính tôm lính tép của tướng quân chính thức mà thôi dù rằng là cười nhưng đây đều là những tiếng cười tràn đầy đáng chát những người chân chính có tiềm lực cao thủ sớm đã tại trước khi so đấu diễn ra liền bị bọn chúng xử lý rồi đi một người khác nghe xong thì khẽ gật đầu thở dài ai không có cách nào khác tệ nạn của tông môn chưa trừ diệt được thì khó có thể chấn hương được nhìn xem như vậy cái tên tông chủ tà vô nguyệt này làm thật đúng là không thú vị thường thì cách một đoạn thời gian liền muốn nhìn từng cảnh tượng ấy giống như đều là những tiết mục quen thuộc nếu như đổi thành ta sớm đã phiền chết rồi bây giờ nghĩ lại chúng ta không có bị tuyển trở thành tông chủ nói không chừng đó còn là đại vận khí ấy chứ ha 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 đúng thật như vậy chúng ta vận khí rất tốt vô nguyệt vận khí quá kém nhớ năm đó phía trên sòng Long Hội chúng ta thực sự bị những cái tên con ông chó cha kia hố chết mà sau cùng sống sót cũng chỉ có bốn người chúng ta hiện tại chúng ta không còn phải tự mình dạy bảo những cái thứ đệ tử không có năng lực này chúng ta vận khí vẫn còn tốt hơn hắn người thứ ba tuy rằng cười lớn nhưng mà tiếng cười tràn ngập phẫn nộ người thứ nhất nghe xong thì bất đắc dĩ lên tiếng khuyên bảo ừm bên trong tinh anh đệ tử vẫn còn có mấy cái tên có tài năng xuất chúng nhưng mà người thứ ba thì hung hăng gầm lên một trận hừ mấy cái tên điên cuồng đó giống như những hạt cát rời rạc mắt cao hơn đầu có thể làm được cái chuyện gì lớn cơ chứ ai có thể dẫn đội đi tham gia song long hội lần này chứ ừ đừng nói thực lực bọn hắn Phòng nhãn ra toàn bộ đại lục cũng không phải là đỉnh cấp cho dù bọn họ là cao thủ tuyệt thế của thế hệ trẻ tuổi của ma sách tông thì có thể làm được cái đại sự quần què gì cơ chứ đột nhiên vị đầu tiên dường như nghĩ ra cái gì đó quay sang hỏi đúng rồi vô nguyệt lần này đi thiên vũ không phải đã tìm được một tên đệ tử cường hãn mang về hay sao không biết tên này như thế nào người thứ ba lắc đầu thở dài ai đừng có đề cập tới nữa thiên vũ đế vương môn Ta biết, cả nhà hắn đều là một cái đám tự luyến, mỗi ngày treo ở trên miệng đều là thiên mệnh sở quy, phiền chết ta rồi, coi như hắn có chút thực lực, ta cũng méo thèm gặp hắn. Hai người còn lại nhìn hắn cũng bất đắc dĩ, thở dài, không có tiếp tục cái đề tài này nữa, thế nhưng mà bọn họ còn không biết, lần này tới Ma Sách tông cũng không phải là cái tên quý công tử hoàng phủ Thanh Thiên kia, mà lại chính là chân ma đầu trác phàm. Cùng lúc này, ở Nghĩa Trang hậu sơn, từng âm thanh ong ong vang lên, hắc động không gian mở cửa, hắc khí lan tràn, cương phong ớn lạnh. Từ bên trong cánh cửa một bước chân lặng lẽ bước ra bên ngoài. Người bước ra chính là Nguyệt Nhi, lúc này vẻ mặt nàng đã hoàn toàn thay đổi, hai con người lóe lên từng đạo cương phong, không còn vẻ non nớt ngày xưa, thay vào đó là sự tàn khốc và lạnh lùng. Chắc bịp cầm theo cây trổi, liếc nhìn nàng đầy hài lòng, thời gian cũng không còn sớm nữa. Ánh sáng lóe lên, trong tay hiện ra một cái bình sứ nhỏ màu xanh, chắc bịp ánh mắt tự đắc, cười ta dị, phục dụng nó đi, rồi đi hoàn thành nhiệm vụ của ngươi đi. Hết tập 580, chân thành cảm ơn các bạn đã xem video của sâu, hẹn gặp lại trong những video mới tiếp theo nhé.